chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel. Hôm nay là ngày chủ nhật cuối tuần thì tối rồi, 8 giờ rưỡi tối thì mình có một cái chuyện mình chia sẻ. Sẵn tiện thì quay cái không gian gazebo. Thì đây bạn thấy toàn bộ ở trong đây, điện này, quạt trần này, mình có thể bật thêm đèn trên quạt trần này. Đó, bạn thấy không? Đó, nói chung là như vậy. Thì toàn bộ điện đây á là xài năng lượng mặt trời. Ok, nó không có dính dáng gì tới điện trong nhà hết. Mình muốn chia sẻ về cái kinh nghiệm của mình về làm cái năng lượng mặt trời. Đó, thì sẵn tiện thì đây là phía sau nhà mình. Đó, có lò barbecue, rồi có cái lò Việt Nam, lò này mình cũng đóng, rồi bên kia có cái kho mình đóng. Rồi phía sau của mình là mình trồng thêm cây cỏ rồi đó, cho nó xanh. Ok, ở phía trên đó nó rất là nóng mà, cho nên that's why mình cũng không có take care nó nhiều. Nên mình muốn trồng nhiều cây cho nó che cái khu trên đó, và khi mà nó mát trên đó rồi thì có thể mình mắc võng, mình nằm mình ngủ, nó không cần phải lo lắng về cỏ phía trên đó nữa. Đó, thì nói chung là như vậy. Thì không gian nhà mình hầu như ở đây bạn thấy ở phía sau nhà nào nữa nó cũng gắn cái gazebo. Ok, bạn thấy như cái nhà bên kia kìa, không biết bạn có thấy không đó, cái tay mình chỉ đó. Đó, thì người ta cũng gắn cái gazebo, ở đây cũng gắn một cái phía sau nhà, bạn thấy có nhiều đèn không? Đó, người ta gắn cái đồ chơi. Rồi ở nhà bên cạnh này, đó, cũng gắn một cái gazebo. Rồi ở nhà kia gắn đèn. Thì nói chung là phía sau nhà người ta thích làm những cái đồ như thế này nè. Đó, còn nhà mình, đó, cái tấm pin năng lượng mặt trời mình gắn ở trên mái đó. Có một tấm thôi, 100W thôi, tại vì mình không có xài nhiều, bạn hiểu không? Chỉ tối ra để mình xài có chút xíu, 5-10 phút gì đó. Còn cái đèn này là cái đèn mũi. Đó, từ cái nhà bên cạnh này nè, nó đang bán. Ok, thì bạn nào mà muốn làm neighbor của mình đó thì có đây mua. Như nhà này nó rao bán là 576.000. Ok, ngồi đây rất là thoải mái luôn. Ok, có quạt trần, đồ quạt mát, có cái tổ chim ở phía trên nữa. Thì bữa mình quay cái hình đó, mình có quay cái clip. Ok, thì mình sẽ chè ngay chỗ cái corner ở đây. Rồi thì mình chia sẻ cái kinh nghiệm của mình về mình lắp cái solar panel. Cái khó khăn mình thấy là cái gì? Thì thật ra cái giá của cái solar panel nó không có mắc. Một tấm 100W nó bán khoảng 100 đồng. Tùy theo cái nhu cầu của bạn sử dụng, bạn có thể lắp bao nhiêu tấm đó bạn tính. Thiết bị của bạn, bạn dùng bao nhiêu watt. Bạn nhớ là một ngày bạn tính trung bình đó, mùa hè ở chỗ này nắng rất là nhiều ha. Thì mình tính trung bình là khoảng 6 tới 8 tiếng nó chạc. Ok, thì mình tính 6 tiếng, đó là cách mình tính. Thì 6 tiếng 100W thì là 600W. Mình mới tính ra thì mình mua một tấm là đủ à. Tại vì cái xài có chút xíu này à, qua ngày hôm sau mình xài, mà lâu lâu mình mới xài cho cuối tuần mình xài. Chứ thật ra trong tuần mình cũng ít ra đây lắm. Tại vì mình câu dây từ cái nhà mình á, nó có cái ổ điện ngay đây, mình mà câu dây ra thì nó bắt dây ngoài trời như nào, nó rất là bất tiện. Cho nên that's why mình sẽ dùng năng lượng mặt trời. Mình dùng năng lượng mặt trời tại vì nó tiện, chứ không phải là nó tiết kiệm hay là nó bảo vệ môi trường gì hết. Hoàn toàn là không, nó không có giúp ích gì với môi trường đây, nó còn phá môi trường nhiều hơn nữa. Thì lý do sao tại sao mình sẽ chia sẻ cái clip này. Cái mắc nhất của nó là cái cục pin, cái inverter là cái mắc thứ nhì. Mình recommend là bạn mua cái loại nào mà nó gọi là sine wave, tức là sóng sine á, sóng sine như thế này nè. Đừng có mua cái modified sine wave, tại modified sine wave á nó cũng lên nhưng mà nó lên xong nó đi xuống. Còn sine wave là nó chuẩn luôn, là nó sóng sine, nó gọi là pure sine wave đó. Thì bạn nên mua là pure sine wave nếu mà bạn dùng cho những quạt hay là mấy thiết bị nào đó mắc tiền. Còn thường thường thì modified sine wave cũng ok rồi, ở ngoài để modified sine wave là good rồi. Đó, thì thực ra cái inverter nó cũng không có mắc. Mình mua cái loại ở trên này 1000W, nó đi với cái handle rất là đẹp luôn, mà nó rất là bền thôi, mình thấy thiết kế rất là đẹp. Bạn mà nào mà muốn loại 3000W hay là 5000W thì nó mắc có một xíu, thì tùy cái nhu cầu của bạn, bạn có thể mua. Thì bạn phải tính toán cái khả năng sử dụng của bạn cần như không. Tại vì nếu mà bạn xài cái quạt không ấy mà bạn mua tới 5000W thì nó rất là phí. Ok, thì mình mua một cái 1000W, mình có mua một cái 3000W nữa, thì để mình nghiên cứu coi mình xài cái gì. Thì cái đó mình nói cái inverter nó không có mắc. Cái giá rất là ok thời bữa nay, mặc dù giá cả nó leo thang. Cái mắc đắt đỏ nhất của cái năng lượng mặt trời đó là cái dự lưu trữ pin. Tại vì bạn biết cái nguồn từ cái công suất từ cái pin năng lượng mặt trời ra 100W á, nó không có ổn định. Tại vì nó có đó rồi, nó mù đó rồi. Nhiều trưa nắng bạn đâu có điên khùng đâu, bạn trưa nắng bạn ra về đây bạn dùng,
đó, cơ kế. Bạn đâu có ra dưới đây bạn ngồi trưa nắng nó rất là nóng. Có khi nào có party đồ này nọ bạn mới cần, còn không á tối bạn mới ra. Thì tối bạn mới ra thì lúc đó đâu có nắng đâu mà nó sẽ xuất điện. That's why bạn mình phải dùng một cái gì đó, một cái pin để nó lưu trữ điện, rồi tới cái lúc nào mình cần thì mình ra mình dùng. Đó, thì cái vấn đề muôn thổ ở đây là pin. Ok, làm sao lưu trữ pin, rồi pin như bao lâu là đủ. Ok, trước đó mình xài cái cục pin 20 Ah, khoảng 120W thôi. That's why mình nói đó, nó sạc hồi bữa mình lắp đó, nó sạc tới 8 giờ sáng cái là nó đầy, đầy cục pin nó không sạc nữa. Coi như là từ 8 giờ cho tới 6 giờ chiều là nó phí năng lượng, đó gọi là năng lượng phí. That's why mình mới mua một cái cục 50 Ah. Ok, thì nếu mà trời nắng rồi amu này nọ nó sạc tới khoảng mình xài hết rồi hôm sau nó 2 ngày hôm sau nó mới sạc đầy, thì đó là ok đó. Thì cái cách tính toán mình tính pin năng lượng là như vậy. Thì cái cục cục pin 50 Ah của mình mua tới khoảng 250. Đó bạn thấy không? Cái cục inverter 1000W của mình á có 1000, có 150, 160 thôi, mà cái cục pin 50 Ah của mình á tới gần 250. Ok, rồi mình có mua một cái cục pin 100 Ah nữa, giờ là 400 đồng. Thì mình nói đó, tùy cái nhu cầu của bạn, 100 Ah thì có 1200W thôi, nó không có tùy cái nhu cầu của bạn. Nhưng mà bạn thấy cái cục pin nó rất là mát. Thì nếu như mà mình xài cho cả nhà đó, ké luôn mình phải mua tầm bèo bèo phải 5 cục pin như vậy. 5 cục pin 100 Ah, tức là 500 Ah. Thì 500 Ah nhân 4 thì nó khoảng 2000 rồi. Mày thấy không? Cục pin thôi là 2000. Rồi nó có BMS thì nó có đủ thứ trong đó hết. Thì mình nói đó, cái cục pin hiện tại đang là mắc nhất, là nó end up là nó mắc tiền nhất trong cái bộ năng lượng mặt trời mà mình thấy được tới bây giờ. Ok, thì không biết là mấy bạn mua cái gì, nhưng mà mình mua cái loại lithium FePO4 á. Đó, thì cái cục pin đó là hiện tại nó rất là thịnh hành, thì giá nó khá là chát. Đó, thì đó là một cái chia sẻ mình thấy đây. Thì hiện tại thôi, mình xài ở đây, bữa giờ mình xài cũng gần hơn 2 tuần rồi, rất là thoải mái luôn. Tối mình ra mình mở, nhiều lúc mình mở qua đêm luôn, mình vô mình tắt quạt. Tại everything đó là mình control từ xa hết. Tại vì bạn có thể cầm đây, bạn có thể turn on, off quạt rồi, đèn rồi là từ xa hết. Thì cái đó thì cái nhu cầu của mấy bạn thôi. Thì nó rất là dễ. Thì nhiều lúc mình quên mình mở qua đêm á, hôm sau nó vẫn sáng bình thường. Tại vì cái cục pin 50 Ah của mình nó, mình nói đó, nó rất là dư so với cái ứng dụng này. Thì vài bữa mình có cái ổ điện đây nữa, mình sẽ nấu như là fry egg này nọ đồ. Tại vì năng lượng hiện nay á, với cái mức nhu cầu này 100W, 100W của cái solar panel nó rất là dư rồi. Thì mình nói fry air không phải mình xài everyday nữa, mình dùng fry air ở đây, mình để qua đây cũng ok luôn. Một cái bài báo mình đọc về cái solar panel thì mình cũng sẵn tiện mình chia sẻ cho các bạn. Thì nó phân tích là tại sao mà có nhiều cái hợp đồng mà nó cho bạn free cái solar panel, nó nói là install solar panel for free, thì nó có thực sự miễn phí hay không, và cái bẫy nó đặt đằng sau của đó là cái gì. Mà nhiều người á, bạn để ý đi, khi mà người ta nói bạn lắp những cái panel đó, những cái contract đó, nó rất là khó để bán cái nhà, tương tự như cái nhà bên cạnh này đó, lắp xong rồi rất là khó bán. Tại vì mình nói đó, nó không có free, ở Mỹ không có cái gì free hết, toàn bộ là cái bẫy hết. Ok, thì mình sẽ chia sẻ cái bài báo đó bằng tiếng Anh vào cái clip tiếp theo. Ok, rồi thì clip này mình chia sẻ kinh nghiệm của mình về cái solar panel là như vậy. Thì cái project tiếp theo của mình á, mình sẽ update cái mái bên kia bằng cái mái bằng cái tấm gỗ, rồi mình sẽ mua khoảng 5-6 cái solar panel á, mình gắn lên rồi xong mình gắn hai cục pin rồi đó mình xài, mình sẽ câu lại vô trong nhà mình sẽ xài với lại cái cục 3000W inverter mà mình mới đề cập đó. Ok, thì để mình coi, thì một tấm á thì nó sạc khoảng 50 Ah là rất là dư cho nó. Thì mình nói là tầm mình lắp tầm 6 tấm thì coi như là mình bèo bèo mình cần là 3 cái cục pin 100 Ah, tức là 300 Ah total. Đó, thì lúc đó nó khá là nhiều, mình nói đó rất là nhiều năng lượng tích trữ. Thì lúc đó cái điều tiếp theo là mình làm sao mình sử dụng cái điện đó và có cần thiết hay không. Thì cái đó là cái bài toán về kinh tế nữa, mình sẽ suy nghĩ mình có cần làm hay không. Ok, thì clip này lan man như vậy. Cái hệ thống nước này mình cũng làm luôn ha. Nói chung là mình rất là cheap, everything đó là mình tự mình làm hết. Đó, nước toàn bộ không có ống ha. Ống là mình đi ở dưới đất hết, nó coi này nọ. Đó, để nó tưới xăng.
mình cắt cỏ cho nó tiện, cho mỗi lần mà có cái dây trên mình chạy qua chạy lại rất là phiền, để voi mình đi ầm dưới đất luôn đó. Thì mình chia sẻ, như mình có chia sẻ cái clip hay làm sao mà làm mấy cái đó rồi, rồi thì bạn có thể check cái down luôn. Rồi hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo. Bye bye mọi người.